Xin chào các khán giả của Sâu Sắc Radio. Cách đây không lâu, chúng tôi có review về cuốn sách Điểm Bùng Phát của tác giả Malcolm Gladwell bằng câu chuyện về quán bánh mì của Mr. Sắc. Điểm bùng phát là cái ngưỡng mà một hiện tượng xã hội như dịch bệnh hay tội phạm bùng nổ theo cấp số nhân. Lý thuyết về điểm bùng phát được ứng dụng để làm tăng hiệu quả hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị, giáo dục và hoạch định chính sách. Trong video lần này, chúng ta sẽ đến với 3 câu chuyện dẫn chứng thú vị được đưa ra trong cuốn sách Điểm Bùng Phát. Thông qua những câu chuyện này, bạn sẽ thấy rằng môi trường và hoàn cảnh là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định hành vi của con người, kể cả đối với những người kiên định và có sự chuẩn bị từ trước, qua đó gián tiếp góp phần gây ra hiện tượng điểm bùng phát. Một, gian lận thi cử. Ví dụ đầu tiên là các bài kiểm tra năng khiếu đơn giản do hai nhà nghiên cứu Hudson và May thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, tiền thân của tổ chức hiện nay đang phát triển dự án SATS thiết kế. Những bài kiểm tra này thường cho rất ít thời gian hoàn thành, nên phần lớn các em còn bỏ ngỏ nhiều câu không trả lời. Và khi hết thời gian làm bài, những bài trắc nghiệm này sẽ được thu lại và xếp loại đánh giá. Tuy nhiên, khác với ngày kiểm tra đầu tiên, ở ngày kiểm tra thứ hai, các em sẽ được cung cấp tài liệu có đáp án sẵn, chịu sự giám sát ở mức tối thiểu và được yêu cầu tự chấm điểm bài kiểm tra của mình. Nói cách khác, Hudson và May đang tạo cơ hội cho những hành vi gian lận trong thi cử. Với đáp án sẵn trong tay và còn rất nhiều những câu chưa trả lời được, những học sinh này đang có cơ hội ngàn vàng để gian lận. Cùng với bài kiểm tra hôm trước, Hudson và May có thể so sánh được kết quả bài kiểm tra hôm đầu tiên với hôm thứ hai, để từ đó có cái nhìn khách quan nhất về mức độ gian lận ở mỗi học sinh. Kết luận đầu tiên của Hudson và May là nhiều hình thức gian lận đã diễn ra. Kết luận này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có trường hợp, trung bình điểm số của những bài thi mà các hành vi gian lận được dung túng cao gấp đôi so với những bài thi được hoàn thành trung thực. Khi hai nhà nghiên cứu bắt đầu chuyển sang tìm hiểu về các nhóm đối tượng gian lận, kết quả hai ông thu được cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Những học sinh thông minh có hành động gian lận ít hơn hẳn những người có chỉ số thông minh bình thường. Nữ sinh và nam sinh gian lận ở mức độ ngang nhau. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn có mức độ gian lận cao hơn. Những học sinh sống trong gia đình ổn định và hạnh phúc thì không gian lận nhiều như những học sinh sống trong gia đình bất ổn và không hạnh phúc. Tuy vậy, những kẻ gian lận không phải lúc nào cũng gian lận, còn những người trung thực không phải lúc nào cũng giữ được sự chính trực của mình. Một số những đứa trẻ thường có hành vi gian lận ở nhà, nhưng đến trường thì không, và ngược lại, một số chỉ gian lận ở trường nhưng tuyệt nhiên không gian dối ở nhà. Lúc này, Hudson và May đã đi đến một kết luận gây sửng sốt. Sự trung thực không phải là bản tính cố hữu của con người, và nó phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. 2. Thí nghiệm nhà tù ảo. Đầu những năm 1970, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Stanford quyết định tạo ra một nhà tù giả trong tầng hầm của khu nhà dành cho khoa tâm lý học trong khuôn viên trường. Họ xây dựng các phòng giam cách ly từng người với nhau. Sau đấy, nhóm thực hiện đăng quảng cáo tìm người tình nguyện tham gia vào thí nghiệm trên các báo địa phương. Có 21 tình nguyện viên đã được lựa chọn sau khi họ chứng tỏ được tình trạng tinh thần bình thường và sức khỏe tốt qua những bài kiểm tra tâm lý. Một nửa trong số 21 người đó được chọn ngẫu nhiên vào các vị trí của những người cai tù. Nhiệm vụ của họ là giữ gìn trật tự nhà tù, và những người còn lại được yêu cầu vào vai tù nhân. Mục đích của thí nghiệm là cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao nhà tù luôn là địa điểm đáng sợ. Phải chăng đó là do nơi lao tù luôn đông đúc những kẻ bại hoại, hay tù ngục là môi trường quá tha hóa nên khiến cho con người ta trở nên bại hoại? Những gì thu được trong cuộc thí nghiệm khiến các nhà nghiên cứu bị sốc. Những người trong vai trò quản ngục, trong đó có một số người trước đó tự nhận bản thân mình là những người có lối sống và cách cư xử ôn hòa, đã nhanh chóng nhập vai vào những người mạnh tay thực thi kỷ luật thép. Ngay đêm đầu tiên, những gã cai ngục giả này đã dựng hết số tù nhân dậy vào lúc 2 giờ sáng, bắt họ hít đất, rồi đứng xếp hàng úp mặt vào tường, và thực hiện nhiều hành động chuyên quyền khác nữa. Vào buổi sáng ngày thứ hai, các tù nhân bắt đầu nổi loạn. Họ tháo bỏ hết số hiệu tù và giấu chúng trong các buồng giam. Lực lượng cai ngục phản ứng lại bằng cách tịch thu quần áo, phun hơi bình cứu hỏa và bắt giam cách ly người đứng đầu vụ nổi loạn. Những người cai tù bắt các tù nhân phải nói với nhau rằng họ thương quý nhau và nằm thẳng hết xuống hành lang với hai tay bị quẻ quặt ra sau lưng trong cổng số 8, đầu bị chụp kín bằng túi giấy. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thí nghiệm, đúng theo hướng phát triển, những người cai ngục giả càng ngày càng trở nên khắc nghiệt và tàn ác hơn. Sau 36 giờ đồng hồ, một tù nhân đã bị kích động và cần phải được thả ra.
Sau đó, bốn người khác cũng phải được thả vì họ bị suy nhược thần kinh trầm trọng, la khóc, giận dữ và lo sợ đến cùng cực. Ban đầu, các nhà nghiên cứu dự định thực hiện thí nghiệm này trong thời gian 2 tuần. Xong, họ đã phải tuyên bố chấm dứt thí nghiệm chỉ trong 6 ngày. Ngay khi thí nghiệm kết thúc, một tù nhân giả thú nhận: "Bây giờ tôi nhận ra rằng dù tôi có cố gắng hình dung trong đầu tôi là người như thế nào đi chăng nữa, thì những hành vi khi còn là một tù nhân luôn vượt khỏi tầm kiểm soát lý trí của tôi." Một người khác cho biết thêm: "Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang bị mất đi nhân cách, mất đi con người mà tôi vẫn hình dung về bản thân." Hầu hết các nhà tâm lý học vẫn tin rằng sự hình thành tự nhiên, hay nói cách khác, gen sinh học của mỗi người chiếm đến một nửa nguyên nhân khuynh hướng hành động của chúng ta. Tuy nhiên, sau thí nghiệm nhà tù ảo trên, các nhà nghiên cứu cho rằng sẽ có những thời điểm, những địa điểm, những hoàn cảnh cụ thể khi những yếu tố nói trên bị loại trừ hết, và sẽ có những trường hợp người ta có thể tác động mạnh mẽ lên hành vi của một người bình thường, đang theo học tại một ngôi trường danh giá, sống trong một gia đình hạnh phúc và có những người hàng xóm tốt bụng, chỉ đơn thuần bằng cách thay đổi đến từng chi tiết trung gian trong hoàn cảnh sống của họ. 3. Thí nghiệm người Samaritan đức hạnh. Cách đây vài năm, hai nhà tâm lý học tại Đại học Princeton là John Daly và Daniel Basson đã quyết định tiến hành một nghiên cứu lấy ý tưởng từ câu chuyện trong Kinh Thánh về người Samaritan đức hạnh, đã dừng lại giúp đỡ một người hoạn nạn khi đang đi trên đường. Họ đã chọn trường công giáo Princeton để thực hiện thí nghiệm tái hiện câu chuyện này. Daly và Basson đã đến gặp từng người trong một nhóm học viên và đề nghị mỗi người chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn gọn và tùy hứng về một chủ đề tôn giáo cho trước, rồi sau đó sẽ đến trình bày tại một tòa nhà gần đấy. Với một số học viên, Daly và Basson dục dã họ nhanh chân đến nơi thuyết trình vì đã sắp muộn giờ. Còn những học viên khác được bảo rằng cứ thư thả mà đến khu nhà thuyết trình vì còn nhiều thời gian. Dọc theo con đường dẫn tới khu nhà thuyết trình, từng học viên sẽ tình cờ gặp một người đàn ông bị rơi xuống một rãnh nhỏ, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, ông ta không ngớt ho khan và rên rỉ. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ dừng lại và cứu giúp người đàn ông đáng thương đó? Nếu chúng ta đề nghị mọi người dự đoán xem những học viên nào sẽ có hành động giống như người Samaritan đức hạnh, mọi người sẽ kiên định trả lời: tất cả các học viên đều hành động như vậy. Hầu như mọi người đều cho rằng những học viên trường dòng là những người tu đạo thành mục sư để cứu giúp con người, những người vẫn luôn được thuyết giảng về tầm quan trọng của lòng bác ái qua câu chuyện ngụ ngôn về người Samaritan đức hạnh, và chắc chắn sẽ dừng chân cứu giúp. Tôi cho rằng phần lớn chúng ta cũng sẽ đồng ý với những kết luận này. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Chỉ có 10% số học viên bị dục dã dừng lại để cứu giúp ông già. Còn với những học viên không bị dục dã, thì số người dừng lại giúp là 63%. Nói cách khác, nghiên cứu này đã cho thấy rằng cuối cùng, đức tin vững chắc trong tâm hồn cũng như suy nghĩ thực trong đầu bạn đều không quan trọng bằng bối cảnh trung gian diễn ra hành động. Câu nói "này, cậu muộn giờ rồi đấy" đã khiến cho một người vốn luôn có lòng trắc ẩn trở thành một kẻ dửng dưng trước hoàn cảnh khốn cùng của người khác. Chỉ trong một thời khắc cụ thể, câu nói kia đã tác động biến con người thành một người khác hoàn toàn. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã giúp cho các bạn có thêm một vài cái nhìn mới về thế giới thú vị của chúng ta. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách của Malcolm Gladwell để hiểu về hiện tượng điểm bùng phát và biết thêm nhiều ví dụ về hành vi của con người trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có thể đặt mua cuốn sách ở đường link chúng tôi để trong phần mô tả của video. Nếu thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Sâu Sắc Radio.